Trần Đức à? Các anh chị và các bạn. Chưa hiểu quá. Phòng của các cà phê hôm nay. Và thực sự thì hôm nay là Trần Đức rất là vui mừng được tham gia vào cái video thứ hai của SIB Minishow. Và sau đây sẽ là một ca khúc của anh và Trần Đức được gửi đến tất cả các anh chị và các bạn. Ca khúc mang tên Anh Yêu Xa Xôi.